trên màn ảnh Hoa ngữ hiện nay, việc tìm được bạn diễn ăn ý và nhận được tình cảm yêu mến của khán giả không phải là một điều dễ dàng. Vì thế, thay vì phải ghép cặp cho một bộ đôi diễn viên mới, thì nhiều nhà sản xuất đã tận dụng hiệu ứng cặp đôi đã có từ những bộ phim trước đó. Chẳng hạn như bộ đôi Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch, ngay sau thành công của Độ Hoa Niên, cả hai đã công bố sẽ đóng cặp trong bộ phim thứ hai. Trong video này, hãy cùng Cbiz Phim điểm qua 6 cặp đôi hữu duyên sẽ tái hợp nhau trong những bộ phim sắp tới nhé. Dương Tử và Lý Hiện. Năm 2018, bộ phim Cá Mực Hầm Mật đã tạo nên một cơn sốt khắp châu Á với chuyện tình của cô nàng đồng niên do Dương Tử đóng cùng ông chú game thủ 30 tuổi Hàn Thương Ngôn do Lý Hiện đóng. Nhiều khán giả vẫn còn xem đi xem lại các cảnh vui nhộn, ngọt ngào của cặp đôi trong phim sau nhiều năm. Vì thế, sự kết hợp của Lý Hiện và Dương Tử trong phim cổ trang Quốc Sắc Phương Hoa đang được rất nhiều người chờ đợi. Nhan sắc của hai diễn viên được đánh giá là ngày càng mặn mà và rất hợp với nhân vật thời xưa. Hơn nữa, khả năng kết hợp ăn ý của hai diễn viên vốn là bạn bè thân thiết ngoài đời cũng giúp phim được mong chờ nhất hiện nay. Quốc Sắc Phương Hoa là dự án cổ trang, tình cảm được quay dựng dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ý Thiên Trọng. Lấy bối cảnh thời nhà Đường, bộ phim kể về câu chuyện tình yêu cùng hành trình lập nghiệp với thiên hạ đệ nhất hoa mẫu đơn giữa Hà Duy Phương và Tưởng Trường Dương. Nữ chính Hà Duy Phương, do Dương Tử thủ vai, là con gái một thương nhân, thông minh nhạy bén và rất có đầu óc kinh doanh, thế nhưng nàng lại có một cuộc hôn nhân trao đổi lợi ích không hề hạnh phúc. Sau đó, nàng lựa chọn ly hôn và một mình đến Trường An nhờ sự giúp sức Tưởng Trường Dương, do Lý Hiện thủ vai. Nàng đã phát huy tài năng của mình trong việc gieo trồng, chăm sóc các loại hoa mẫu đơn quý hiếm. Hà Duy Phương đã tạo ra một thương hiệu hoa nổi tiếng, sau đó chuyển đổi ngành nghề, thành lập Mộ Dung Đường sản xuất dầu, thuốc và ngũ cốc để mang lại lợi ích cho người dân. Còn nam chính Tưởng Trường Dương là một vị hoa điều sứ, là cận thần hoàng đế đương triều, với tiếng xấu đồn xa, nhưng thực chất lại là một người vô cùng tài giỏi. Có duyên tương ngộ, nhận ra tài năng của đối phương, Hà Duy Phương và Tưởng Trường Dương nhiều lần giúp đỡ lẫn nhau trong việc gây dựng sự nghiệp, giúp đỡ bá tánh và bảo vệ sự yên bình của dân chúng. Sau khi cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, hoạn nạn, giữa hai người dần nảy sinh tình cảm. Sau khi dẹp loạn, Hà Duy Phương và Tưởng Trường Dương cùng nhau thoái ẩn, tìm đến cuộc sống bình đạm, hạnh phúc trốn điền viên. Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh. Sau Trường Ca Hành, cả hai diễn viên Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh từ chỗ chỉ cặp đôi phụ trong phim, đã cơ hội tái hợp với nhau với vai trò nam nữ chính trong tác phẩm tiếp theo là Rèm Ngọc Châu Sa. Trong lần đầu đóng cặp, cả hai vẫn là những diễn viên trẻ chưa nhiều tên tuổi. Tuy nhiên, diễn xuất ăn ý của họ được nhiều khán giả yêu thích, thậm chí còn vượt với cặp đôi chính là Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi. Ở lần hợp tác mới, cặp đôi vào vai một đôi oan gia ở thời đầu nhà Đường. Dự án Rèm Ngọc Châu Sa chuyển thể từ tiểu thuyết Côn Sơn Ngọc Chi Tiền Truyện của tác giả Đàm Thiên Âm. Phim lấy bối cảnh đầu thời Đường, kể về cuộc đời của thiếu nữ Đoan Ngọ do Triệu Lộ Tư thủ vai. Cô nàng vốn nô lệ mò ngọc trai ở hợp phố, vì không chịu nổi lăng nhục mà chạy khỏi trại khai thác ngọc. Trong lúc nguy cấp, thi nhân Trương Tấn Nhiên đã ra tay giúp cô thoát hiểm. Để tìm hiểu thân thế của mình, Đoan Ngọ gia nhập thương đội của Yến Tử Kinh do Lưu Vũ Ninh thủ vai. Nhờ vào đầu óc nhạy bén mà cô giao dịch thành công một vụ buôn bán châu báu lớn, cũng có được người bạn thân là Việt Vân Tụ. Đoan Ngọ vốn chỉ am hiểu về ngọc trai, nhờ Yến Tử Kinh chỉ dẫn mà mở mang tri thức về thế giới của châu báu. Song cô lại bị cuốn vào ván cờ sinh tử do Yến Tử Kinh bày ra mà suýt phải bỏ mạng. Sau này, Đoan Ngọ đi đến Dương Châu lập nghiệp, nhờ hộ giáp đồi mồi mà thành danh, cùng Việt Vân Tụ làm ra bàn gương trang điểm, chế tạo lưu ly, ngọc bích. Đưa châu báu nhiều màu sắc rực rỡ vào Dương Châu vốn thịnh hành châu báu màu trắng, mở rộng thẩm mỹ của vùng bản địa, trở thành đoàn trưởng đứng đầu nghiệp đoàn. Nhưng vào ngày cô trở thành đoàn trưởng của nghiệp đoàn, lại bị bạn đồng minh lúc trước là Trịnh Chi Hoành đánh xuống đáy vực. Khi tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, Đoan Ngọ may mắn được cứu sống. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, cô đối đầu với Trịnh Chi Hoành, lần nữa vượt qua nghịch cảnh, giành được vị trí đoàn trưởng, đưa Dương Châu tiến lên đỉnh cao của nghệ thuật châu báu. Ngô Thư Hân và Đinh Vũ Hề. Năm 2021, trong phim hiện đại Khúc Biến Tấu Ánh Trăng, Ngô Thư Hân vào vai một biên tập viên trẻ vui tính nhưng gặp phải nhà văn kiêu ngạo do Đinh Vũ Hề đóng nên nảy sinh mâu thuẫn. 3 năm sau, cả hai tiếp tục đóng cặp trong phim cổ trang Sổ Tay Tay Hoác Liên Hoa Công Lược. Kịch bản gốc là một tác phẩm văn học mạng nổi tiếng. Bộ phim đã hoàn thành phần quay hình và tiết lộ tạo hình chính thức của cặp đôi, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Dự án chuyển thể Vĩnh Dạ Tinh Hà có khai thác yếu tố xuyên sách đầy thú vị, với nhiều tình tiết cứu rỗi và chữa lành lẫn nhau giữa các nhân vật. Lăng Diệu Diệu, do Ngô Thư Hân thủ vai, vốn là cô gái nhỏ ở thế giới hiện đại. Một lần vô tình, cô bị xuyên vào trong quyển sách Chốc Yêu nổi tiếng. Chớ trêu thay, Lăng Diệu Diệu lại không đầu thai thành nữ chính mà chỉ có thể ngậm ngùi làm phản diện thứ ba.
Nam chính Mộ Thanh, do Đinh Vũ Hề thủ vai, luôn tự xem bản thân hắn là quái vật, không được người đời dung thứ, cũng không dám để lộ mặt thật của mình. Nhưng vào một lần bất ngờ, Mộ Thanh gặp được Lăng Diệu Diệu, cô gái hồn nhiên hoạt bát, không hoảng sợ trước hắn và sẵn sàng trở thành bạn bè với hắn. Nhiệm vụ của Lăng Diệu Diệu là phải ngăn cản mối nhân duyên của nam chính và chị gái, đồng thời phải bảo vệ nam chính khỏi sự mưu hại của nữ phản diện chính. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, cô phải khiến nam chính yêu mình mới có thể quay về thời không của mình. Tuy nhiên, nhiệm vụ này lại gần như bất khả thi với cô, khi tình cảm của Mộ Thanh đối với tỷ tỷ của mình một lòng sắt son, mà ác cảm của nam chính với Lăng Diệu Diệu cũng không phải dạng vừa. Tuy nhiên, nhờ vào sự lanh lẹ và tài trí của mình, Lăng Diệu Diệu dần dần cảm hóa được trái tim lạnh giá cả Mộ Thanh. Trần Chiết Viễn và Lương Khiết. Bộ phim Cây Ô Liu màu trắng sắp ra mắt trong thời gian tới, đánh dấu lần tái hợp màn ảnh của hai diễn viên Trần Chiết Viễn và Lương Khiết. Điều đặc biệt là, vai diễn lần này của Lương Khiết là do chính Trần Chiết Viễn đề xuất với đạo diễn và nhà sản xuất, tạo ra cơ hội hợp tác với bạn diễn cũ. Hai diễn viên từng đóng chung phim Tuyệt Đại Song Kiêu trước đây nên có ấn tượng rất tốt về nhau. Sau đó, hai chị em còn tham gia một số chương trình thực tế với nhiều màn tương tác ăn ý. Trong phim Cây Ô Liu màu trắng, Trần Chiết Viễn vào vai lính đặc chủng Lý Toản, kỹ sư gỡ mìn đang làm công tác tình nguyện tại nước ngoài. Khi cô phóng viên Tống Nhiễm, do Lương Khiết thủ vai, đang tác nghiệp tại vùng hỗn loạn này, bất ngờ gặp phải tình cảnh nguy hiểm thì chính Lý Toản là người đã kịp thời cứu cô. Sự ấm áp và tinh thần cao cả của Lý Toản đã hoàn toàn thu hút Tống Nhiễm. Sau 5 lần 7 lượt có cơ hội tiếp xúc với nhau, Lý Toản cũng bắt đầu nhận thấy những ưu điểm nổi trội của Tống Nhiễm. Tuy cô ấy bề ngoài nhỏ nhắn, mềm yếu nhưng thực chất rất dũng cảm, kiên cường, trong lòng tràn đầy chính nghĩa và lương thiện. Chớ trêu thay, khi hạt giống tình yêu vừa nảy mầm, một vụ đánh bom bất ngờ đã tạm đặt dấu chấm hết cho mối duyên phận này. Sau khi trở về nước, cả hai rơi vào vực thẳm cuộc đời. Thế nhưng, duyên phận đưa đẩy để họ trùng phùng và một lần nữa chữa lành lẫn nhau. Thành Nghị và Lý Nhất Đồng. Hai bộ phim mà Thành Nghị và Lý Nhất Đồng hợp tác đều thuộc đề tài cổ trang nhưng chưa được lên sóng là Anh Hùng Chí và Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Vương Quyền Thiên. Dù phần hợp tác của cặp đôi chưa được thể hiện với khán giả nhưng cả hai được đánh giá cao về ngoại hình. Ngoài ra, trong nhiều lần cùng tham gia các chương trình truyền hình thực tế, Lý Nhất Đồng và Thành Nghị cũng có những phần tung hứng ăn ý. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Vương Quyền Thiên kể về câu chuyện tình yêu đầy trắc trở nhưng cũng rất đổi hạnh phúc giữa người và yêu. Vương Quyền Phú Quý, do Thành Nghị thủ vai, là đạo sĩ mạnh nhất của gia tộc, sở hữu vũ khí tối thượng của Nhất Khí Đạo Minh là Vương Quyền Kiếm Ý. Từ nhỏ, Phú Quý đã bị nhốt trong nhà để luyện kiếm pháp với mục đích duy nhất là diệt trừ yêu quái. Hắn khao khát được tự do nhưng chưa một lần được ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Cho đến khi hắn gặp được Nhện Tinh Thanh Đồng, do Lý Nhất Đồng đảm nhận, Vương Quyền Phú Quý vô tình thấy được những trải nghiệm bi thảm của Thanh Đồng nên đã chữa lành vết thương cho Thanh Đồng và thả tự do cho nàng. Và thế là Thanh Đồng đã phải lòng Vương Quyền Phú Quý, đồng thời sau khi biết chuyện Phú Quý từ nhỏ chưa từng bước ra khỏi cửa, chỉ một mình cô đơn, nàng liền dùng tơ dệt nên những bức tranh tráng lệ về sông núi hùng vĩ mà nàng từng được thấy cho Phú Quý xem. Sự cô độc của Thanh Đồng đã cảm động Vương Quyền Phú Quý, từ đó chàng không còn dùng kiếm dễ dàng chém chết yêu quái nữa. Nhưng lại khiến cho gia chủ Vương Quyền Thế Gia tức giận, Phú Quý đã bị phạt rất nghiêm trọng, nhưng nhờ vậy hai người lại càng trân trọng nhau. Cuối cùng mối quan hệ của hai người bị phát hiện, Thanh Đồng bị bắt lại, gia chủ Vương Quyền Thế Gia bắt ép Vương Quyền Phú Quý đưa ra lựa chọn, cuối cùng Vương Quyền Phú Quý lựa chọn tình yêu. Rồi dùng Vương Quyền kiếm chém đứt dây trói Thanh Đồng, bị Vương Quyền Thế Gia bao vây đánh trọng thương, nhờ có sự giúp đỡ của Đông Phương Nguyệt Sơ mới có thể thuận lợi rời khỏi cửa Vương Quyền Thế Gia. Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch. Cặp đôi diễn viên trẻ Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch có tốc độ tái hợp khá nhanh trên màn ảnh nhỏ. Sau khi phim cổ trang Độ Hoa Niên phát sóng cuối tháng 6 năm 2024, thì đến đầu tháng 8 năm 2024, cặp đôi này đã bắt tay vào quay bộ phim mới với bối cảnh hiện đại có tên là Anh Đào Hổ Phách. Việc đóng cặp với nhau liên tục trong thời gian ngắn vừa là thử thách về diễn xuất nhưng cũng là cơ hội của cả hai. Hai bộ phim với bối cảnh khác nhau được xem là phần nối duyên của cặp đôi thời quá khứ đến hiện đại theo mong ước của khán giả hâm mộ. Anh Đào Hổ Phách là dự án phim hiện đại mới của Youku do chính Ngọ sản xuất. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vân Trụ lấy bối cảnh những năm 1990. Kỳ Lạc lớn lên trong sự che chở, bảo bọc của bố mẹ và những người bạn ở công trường điện lực Quần Sơn. Tưởng Kiều Tây có tài năng xuất chúng lại bị bố mẹ coi là thế thân của anh trai đã mất. Anh chuyển trường thì dần hòa nhập với cuộc sống ở khu công trường. Dần dần, Kỳ Lạc và gia đình cô trở thành một phần sưởi ấm ký ức của anh. Họ xa cách rồi lại gặp lại nhau ở trường thực nghiệm. Nhưng rồi Tưởng Kiều Tây lại đột ngột không từ mà biệt.
Sự tái hợp của cặp đôi nào khiến bạn mong chờ nhất? Hãy chia sẻ với chúng mình ở dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nhé! See you!